Các bạn ơi, mới đi chợ mua về một mớ ớt nè, để dành ăn mùa đông. Mình bỏ vô đông đá đó, rồi mình ăn mùa đông. Bây giờ mình sẽ lấy một ít ớt, mình giã muối ớt nha các bạn. Muối nè, trắng quá không thấy gì hết trơn. Đó các bạn ơi, bỏ khoảng 5 trái ớt tươi vô với một muỗng ớt bột, vô với muối ở trong cái cối này mình xay ra để mình làm muối ớt. Các bạn ơi, đã làm xong muối ớt rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra vườn mình ăn một trái lê và vài trái táo xanh thử xem ớt bột hôm nay mình làm có ngon không nha. Hôm nay là làm nguyên vị ớt, lấy 5 trái nè, thịt cay nè, bỏ vô đây nè, để thử mình ăn cay có nổi không nha. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra thu hoạch nè, trái lê nè, rồi mấy trái táo xanh đó. Lúc trước mình mua ba cái cây này về để chuẩn bị mình trồng sang năm mình thu trái đó, mà cái vườn của mình làm chưa xong. Bây giờ cái vườn của mình lại có một ít đất rồi đó, mình đổ cũng có một cái mặt bằng để mình trồng cái cây này xuống rồi. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch táo, rồi ngày khác mình sẽ đào hố, mình trồng xuống rồi mình trộn phân những gì thì mình bỏ phân như thế nào để mình trồng những cái cây này, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái cách mình bón như thế nào để cho ra nhiều trái táo nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ăn trái lê nè, rồi muối nè, đây nước mắm nè. Đó các bạn, nước mắm mình mới làm xong, mình chỉ cắt ớt ra thôi, không biết các bạn có thấy không, chắc đổ luôn quá à. Đó, cắt ớt ra thôi, còn muối thì nãy mình xay cho các bạn xem đó. Còn nước mắm mình bỏ đường, rồi bỏ ba trái ớt, bốn trái ớt mình cắt ra. Vậy ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn trái lê, ăn tại cây luôn nha. Rồi trái táo mình cao quá, không biết có ăn tại cây nổi không, chắc bắt ghế lên đứng ăn. Vậy ha. Đây cây lê cho các bạn xem nè, nguyên cây lê đó. Như vậy đó, cong queo xuống để mình trồng thì mình sẽ cột lên ha. Đó, có được một trái thôi, nhìn thương chưa. Bây giờ ráng trồng sang năm cho ra nhiều trái nha. Rồi đây là cây táo xanh nè, táo xanh nè, lúc trước đem về nhiều trái lắm á các bạn. Đó, nó bị lạnh quá rồi trồng ở trong chậu này không có đủ dinh dưỡng đó, xong cái nó héo vài trái, nhưng mà như vậy cũng ăn được ha. Ok. Đó, trái cũng ngon mà. Đây nữa nè, nhìn cái trái này ngon quá chừng, cái trái này như vậy là chín rồi đó, hái được rồi. Chút nữa sẽ ăn với muối ớt chắc chua chua ngon ngon lắm đây. Cái lê, wow, nó giòn quá các bạn. Nè, giòn tan luôn. Tắt thêm cái nữa ha. Cắt cái lá này đi. Đó. Nhìn cái lê này, ngon chưa? Wow, rất là giòn nha. Để mình ăn thử xem trái lê có ngọt không. Chấm muối ớt, hôm nay giả muối ớt rất là đàng hoàng các bạn. Giả kỹ lắm á, chắc cay lắm, ăn chịu không nổi rồi. Mình gỡ ra mình chấm thử trái lê. Các bạn thấy nè, trái lê rất là ngon. Đó. Giòn lắm, giòn mà ngọt. Ngon lắm các bạn. Hy vọng sang năm trồng rất là nhiều trái lê này ra, leo lên cây ăn như con khỉ luôn ha. Muối ớt hôm nay mình giã rất là ngon. Giã như vậy ăn cay, vừa cay thôi chứ cũng không cay lắm, tại vì mình cho thêm một muỗng ớt bột nữa, cho nên nhìn cái màu nó đỏ rực luôn ha. Đó. Mua lê về trồng ăn nha các bạn. Lê táo gì cũng mỗi trái nó có mùi vị khác nhau. Lại quên mời các bạn nữa rồi. Sao lần nào mình cũng vậy, tập trung quay phim ấy là mình quên. Chút xíu nữa mình sẽ hái trái táo, mình mời các bạn nha. Đó, mình lo tập trung mà để quay phim cho mình quên hết trơn à, xin lỗi nữa nha. Lần nào cũng vậy hết trơn á. Trái lê này ăn nó giòn mà nó ngọt. Tương tự nó hơi giống trái ổi nha các bạn, nhưng mà cái vị nó thanh hơn trái ổi đó, ăn vô mát miệng, ngon quá. Giống về cái vỏ nó nâu nâu nha các bạn. Đó, mình tách ra nè các bạn, thấy không, thấy cái hột đó, mình rọi đèn qua, trời tối quá phải rọi đèn luôn á các bạn. Đó,
ngọt ngào, ăn rất là ngon. Không biết mình có thể ăn hết trái lê này không? Mình chấm muối lên đây ha. Đó. Đó, mình sẽ chấm muối lên đây, mình ăn thử nha. Rất là ngon. Lê này lê giòn, không phải lê mềm nha các bạn. Có nhiều loại lê nó ngọt mà nó mềm. Thường trái cây lê mềm thì nó thơm hơn lê giòn. Lê giòn nó ít mùi thơm nhưng mà nó rất là giòn. Giòn, ăn nó giòn rộm mà ngon lắm. Wow, hấp dẫn hơn trái táo đó các bạn. Lê này nó 90% là ngọt các bạn, có 10% chua thôi. Mà nó giòn, ăn nó cái nước nó nhiều hơn. Còn táo thì cái chất xơ nhiều hơn. Đó, táo nó đặc hơn trái lê này. Lại dính son nữa. Quá chừng. Nhìn cái vỏ giống như là cái màu giống như bị bám bụi ha, nhưng mà không phải bám bụi các bạn ơi. Đây là cái hiệu của cây lê nè. Nếu các bạn thích cây lê này thì lên online mình mua về, người ta gửi về tới nhà thì mình trồng, mình ăn hàng năm nha các bạn, ăn rất là ngon đó. Thì mình tiếp tục ăn đây. Rồi bây giờ mình chẻ ra mình ăn. Rất là tuyệt vời nha các bạn. Wow. Đó. Chấm muối ớt, mình ăn cho hết trái lê nha. Ngon quá. Sắp thấy cái hộp rồi. Không chấm muối cũng được, mà chấm muối thì cũng ngon. Ăn cái nào cũng được hết. Hồi nãy mình có đem tô nước mắm ra để mình chấm thử nước mắm thử. Rồi nó đứt ra rồi các bạn ơi. Để mình chấm thử nước mắm xem sao các bạn. Nước mắm nè. Chấm nước mắm ăn y như là xoài ha. Xoài ngọt á, xoài ngọt. Nước mắm đường nha các bạn. Giống xoài lắm á. Wow. Trồng lê, hái lê, chấm nước mắm ăn nha các bạn. Cũng ngon, cũng hấp dẫn. Quá chừng ngon luôn á. Nước mắm ăn ngon hơn đó các bạn. Tại vì mình làm nước mắm ớt, đường. Không ngờ nó ngon như vậy đó. Chấm nước mắm hợp hơn là chấm muối. Gió thổi quá. Vị lê này chấm nước mắm rất là thích hợp. Các bạn nhớ mua lê về chấm nước mắm ăn thử nha. Rất là ngon. Bỏ khoảng 1 muỗng canh đường vô. Rồi
4 muỗng nước mắm, xong rồi mình cắt ớt vô. Ăn rất là tuyệt vời luôn. Wow. Cây táo xanh thì khá là cao cho nên mình phải bắt ghế lên mình hái nha. Leo lên hái. Đó, hên quá các bạn ơi. Cái cây táo xanh này nó có cái cành để cho mình để cái rổ này vô trong này. Bây giờ mình sẽ hái. Đó, trái nhiều mà ăn. Rồi, hái nè. Wow. Nè, nhìn ngon ha. Mặc dù trời tối. Đó, được một trái rồi đó các bạn. Rồi, hái tiếp. Cái trái này cũng ngon ha. Bữa này hái trái dưới ánh đèn. Bây giờ thì trời cũng tối rồi nha các bạn. Mình hái trái dưới ánh đèn nha. Ngày hôm qua thì hái trái dưới ánh trăng, hôm nay dưới ánh đèn. Đó, hái trái táo xanh này, thu hoạch hết vô. Trái này ngon nè các bạn. Trái này chắc chắn là ăn chắc giòn, giòn lắm. Mình hái xuống. Cũng dài quá hả? Nguyên cành luôn. Đã chưa các bạn? Đó, đêm tối rồi, có ai đêm tối đi hái trái cây giống mình không ta? Rọi đèn lên hái thôi. Đừng có ngã nha, đừng có ngã. Được ba trái rồi các bạn. Mình rọi cho các bạn xem nè. Đó, ba trái. Đẹp quá chừng ha. Tiếp tục. Rồi mình để dưới chân mình đi. Mình hái, mình bỏ xuống đây chứ mình thôi. Không thôi lại nó rớt dập cái chân táo. Cái này mà lúc đó mình mua về mình trồng xuống liền nó rớt một trái thấy chưa. Mình trồng xuống liền nó sẽ ra trái bự lắm các bạn. Mình vẫn còn để trong cái chậu thì trái nó chỉ như vậy thôi. Đó, hai trái, có một trái rớt, chút xíu nữa mình sẽ lấy ha. Ngon chưa? Đây nữa nè. Thu hoạch táo này mình không trồng, táo mua mình cũng được thu hoạch nữa. Đó, trái. Hái trái cây là vui nhất nè. Hái thích lắm các bạn. Đó. Ngon ha. Cái này mà táo xanh lắc muối ớt rất là ngon đây. Chút xíu mình sẽ cắn thử trái táo xanh xem nó có ngọt không. Nó ngọt hay nó chua. Wow, được rổ đây ha. Cũng ngon chứ bộ, sang năm hái rổ vuông luôn ha. Nói chuyện hơi lạnh các bạn, lạnh rồi, rung rồi đó. Rồi, đã hái xong rồi đó. Các bạn, ở dưới gốc còn một trái nữa, để mình xuống dưới gốc mình hái nè. Nhìn trái ngon chưa nè, đó, các bạn thấy chưa? Đó, thắp đèn thì vẫn thấy để hái như thường. Đây, cái đèn của mình đây. Ban ngày thì không rảnh để làm video, đi làm video ban đêm. Đó, ở đây có một trái nè các bạn. Hái luôn nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái. Đó, ngon chưa? Rồi sẽ thử ăn một trái nè các bạn. Hái luôn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chấm thử muối ớt với trái táo này nha. Thì hồi nãy đang có tô muối ớt rất là ngon. Tự nhiên cái gió thổi, cái bàn nó nhẹ quá, ngã cái bàn, rớt cái tô, bể luôn cái tô luôn các bạn. Bây giờ phải làm muối ớt khác nè. Muối ớt này là muối ớt bột. Đó, bây giờ mình sẽ chọn trái nào bự nhất ha. Tìm coi chừng rớt cái tô nữa đó. Wow, cái trái này đi ha. Chùi đi, khỏi rửa đi. Cái cây mình để trong này mình tưới hàng ngày nó cũng sạch rồi. Mình chùi mình ăn nha các bạn. Nhìn cái trái đã quá chừng. Nè, mời các bạn. Hồi nãy quên ăn trái lê, không mời được trái lê. Bây giờ mời trái táo, mời các bạn cùng ăn với mình cho vui nha. Rồi bây giờ chấm muối ớt nè. Đó, cầm nguyên rổ táo chấm ha. Giòn, chua nhiều. 90% là chua, có 10% ngọt thôi các bạn. Kinh khủng thiệt, nó chua lắm. Này hợp chấm muối thôi à. Chua luôn á, đang đứng dưới cơn gió lạnh mà ăn chua. Rùng mình quá. Ok, ăn tiếp tục đây. Biết sao, nãy mình ăn trái lê đó nó ngọt miệng quen rồi. Bây giờ mình ăn cái trái táo xanh này mình cảm thấy chua. Nhưng mà thật sự ăn tiếp miếng là thấy ngon các bạn. Không đến nổi nha.
đây ăn trái. Ăn trái gì cũng thấy ngon. Tuyệt vời. Quá. Mấy bữa mùa hè mình quay phim 7-8 giờ tối thì còn thấy sáng. Bây giờ 7-8 giờ là phải thắp đèn. Mình thắp cái đèn chiếu ở đây mình ăn, đứng ở ngoài đường ăn luôn. Ngoài cửa. Rất là ngon. Quen miệng. Ăn quen miệng cảm thấy ngon rồi các bạn. Mới nãy mình cắn mình thấy chua. Giờ ngon rồi. Bây giờ tối lại mình nằm ngủ cái mình suy nghĩ ước mơ cái vườn của mình sang năm nó sẽ như thế nào, mình tưởng tượng trong cái trí mình thôi mà mình nằm mình cười một mình các bạn. Cảm thấy thích thú. Mình ước cây táo sẽ trồng chỗ này, cây cherry sẽ trồng chỗ này, cây đào sẽ trồng chỗ này, rồi cây vị quất sẽ trồng chỗ này, rồi nó nở nó ra trái ra hoa. À, mình tưởng tượng tới thôi mà mình cảm thấy rất là vui rồi. Đó, cái đó niềm vui về trí tưởng tượng thôi đó các bạn. Mà đã thích thú như vậy rồi, đã thấy cái vườn ở trong trí óc mình cảm thấy vui. Mà không biết ra có được như ước mơ của mình không. Quá là ngon. Mình là mình thích chua. Ít các bạn. Đây, chấm muối ớt nè. Quá ngon. Mình ăn á, mình thơm cái tấm miệng là thì lại thở không được các bạn. Giống như mình bị hẹp cái vách ngăn ở trên mũi á. Cho nên lúc nào ăn cái miệng nó cũng nhọn. Mình tấm lại giờ nè mình mới thở được, còn mình hạ hạ cái miệng ra là không có thở được các bạn. Sao không biết nữa, chắc bị một bên cái lỗ mũi mình không có thở được, chỉ có một bên thở được thôi. Giống như là người ta nói bị hẹp vách ngăn á, cho nên mình ăn miệng nhọn. Hả? Tấm lại vậy mình mới ăn được, thở mới ra. Ok. Sorry các bạn nha, ăn miệng hơi xấu. Wow, ngon quá. Cắn miếng nữa là đi vô nhà nha. Ăn no quá rồi. Hai trái trái cây này mà mình ăn hết. Wow. Ngon quá. Cái ớt bột của người Hàn Quốc làm kim chi nè, làm muối ớt ăn rất là ngon. Cay vừa miệng mà thơm. Ăn với táo là tuyệt vời luôn. Ngon. Có thêm miếng hả? Ơi, hôm nay mình ăn một trái lê rồi một trái táo rất là ngon, quá tuyệt vời luôn. Trời đang lạnh, đang gió này các bạn. Thì video sau mình sẽ trồng những gốc cây này xuống vườn. Mình đào hố, mình trộn những phân gì thì mình sẽ quay phim gửi đến cho các bạn vào video sau nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn. Lạnh quá, đi vô nhà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.